Xin chào cả nhà. Chào cả nhà đang xem live nhé. Hôm nay mình lên live cho cả nhà ngắm bông bảo duy. Bông bảo duy. Đấy, bông hoa đang bên cạnh. Bảo duy rất là to. Bảo duy thì bây giờ nó cũng là một bông là khá phổ biến. Mà bông này nó đặc biệt nên mình like phát cho cả nhà thường làm em đó. Bông hoa rất là đặc biệt. Anh em vào xem chia sẻ cho mọi người cùng thường làm. Bông hoa bảo duy đang bên cạnh mình đây. Bông rất là đặc biệt, bông to, ngắm bảo duy nở rất là nhiều rồi. Chào bạn Trần Trường nhá, chào 6 người đang xem, chào anh em, chào em Hiệp, chào giáo sư Hiệp, chia sẻ cho anh đi Hiệp ơi, cho mọi người ngắm bông bảo duy đặc biệt lắm, mình ngắm bảo duy rất là nhiều rồi. Nhưng mà bông này nó rất đặc biệt. Bông bảo duy to lắm anh nhỉ. Mình không chỉnh sửa gì. Hôm nay mình về vườn hơi muộn nên cái môi này nó hơi cọ xoăn đúng rồi. Đẹp, đẹp trường tồn luôn anh em ạ. Đúng người ta nói là đẳng cấp thì nó là mãi mãi. Bảo duy, một bông xứng tầm trong các làng vàng. Không ai có thể thiếu được. Bông to. Đặt cái bàn tay vào này. Bốn ngón tay không hết luôn. Bốn ngón tay không hết. Tay mình tay to nhá. Tay mình là gang 23-24 cm. Chào em Quỳnh Trần. Chào bạn Lực nhá. Bông bảo duy đẹp lắm anh em ạ. Anh em chia sẻ cho cả nhà ngắm bông bảo duy. Để cùng nhau bảo tồn, giữ gìn em nó. Không chỉnh sửa anh em ạ. Mình để gió quạt nó bay tự nhiên luôn. Đấy. Cho anh em xem này. So với bao thăng long. Bao thăng long thì nếu như bông này, bông này dàn cánh ra này, thì bao thăng long mới đến đến cái môi của nó thôi. Đấy, cực kỳ to luôn. Anh em ạ. Đây, so bao thăng long cho anh em xem này. Đấy, tính mép này. Thấy chưa? Đấy, đang còn đoạn kia dài lắm ấy. Đó, thấy chưa? Quá kinh khủng luôn. Bông bảo duy đặc biệt. Chào Hình Thoa. Chào Minh Luận. Chào cả nhà đang xem. Chào 500 anh em đang xem live nhá. Xin anh em chia sẻ cho mọi người xem. Thử cùng nhau thưởng thức cái đẹp của bông bảo duy. Mình giới thiệu với anh em là bông bảo duy này của mình là kỳ này là kỳ năm nhất anh em nhé. Kỳ năm nhất nhưng mà kỳ ra sớm. Và hai cái mầm này thì em nó là hai mầm lỡ. Hai mầm lỡ khi mình thấy nó nhô lên thì mình tác động nhẹ cho nó ra kỳ, ra mầm. Và em tự nhiên là lên được hai bông hoa. Đấy, đây đang còn một cái nụ này. Bông hoa tự nhiên của nó là thực sự đẳng cấp anh em. Để cho anh em cùng nhau ngắm cái đẹp tự nhiên của bọn em bảo duy nhá. Mắt. Mắt bảo duy thì cũng là
mắt đặc biệt luôn. Quay xa thì nét hơn. Anh chào Sơn nhá, Sơn ơi, Nguyễn Sơn ơi, chia sẻ đi em, chia sẻ cho anh em thường làm bông này, đặc biệt lắm, to lắm. Đây cho anh em xem này, nếu mà tay của mình này, bàn tay mình là bàn tay 23 cm, gang 23 cm, mà bốn ngón tay của mình đặt nó mới đến đây. Đấy, thấy chưa? Đây này, cánh này. Còn đoạn từ đây đến đây nữa này. Đấy, nó quá to luôn. Thực sự cây bảo duy mà anh em để cho nó nở tự nhiên thì không còn gì phải bàn. Đấy, môi thì mình về vườn muộn nên mà nó hơi xoăn, hơi xoăn, lưỡi hơi xoăn. Đấy, mình không chỉnh anh em nhé. Cặp mắt đá ông Sơn. Thế này mà anh em cứ dẫm lên em nó rồi xem như là rơm là rác, bán trời bán đất. Tiện đây thì mình thông báo anh em là bảo duy mình vẫn tiếp tục mua nhá. Anh em có nguồn uy tín cây khỏe cứ ebook mình mua, số lượng không giới hạn luôn. Cây trách nguồn uy tín nhanh, giá hợp lý, cây khỏe. Nhập đơn vị từ 50 kg trở lên cho nó tiện bảo hành anh em nhé. Mua ít thì nó hơi mất công. Từ 50 kg, 100 kg, 200 kg thì mình mua hết. Hoặc chậu nái mình vẫn mua. Cho dù là vườn mình bảo duy khá nhiều. Đấy, bảo duy nuôi năm nhất anh em. Đó. Như cái cần câu đấy. À. Đấy, bảo duy này. À. À. Đó. Bảo duy này. Đấy. Đấy, toàn những cái cần câu bảo duy mẹ, giống cái này không chơi chứ gì. Thân thủ này. Đấy. Anh em nhìn thân thủ này. Thân thủ bảo duy anh em này. Khá ok. Quá phê mà thơm lắm anh em. Chậu của em 3 ngày là nở bung anh ạ. Ok em. Bảo duy thì nở đâu cũng đẹp. Càng nở càng đẹp. Anh em những ai đang sở hữu bảo duy thì nên trân quý em nó. Giữ gìn thật tốt. Nhân giống thật tốt. Cuộc chơi còn dài. Đẹp lắm. Nhờ anh em chia sẻ đi, chia sẻ cho mọi người cùng ngắm. Thực ra là bông bảo duy bây giờ nó là khá phổ biến với người chơi lan rồi. Nhưng mà bông này nó thực sự đặc biệt. Chia sẻ cho anh em xem để cùng nhau biết là một cái bông nó tự nhiên thì nó sẽ như thế nào. Anh em nếu như mà làm ra những tác phẩm như này, những chậu như này mà chơi thì cực kỳ phê luôn. Tiền không thể mua được. Bông này thì chớm nở ngày mùng 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh hôm qua. Hôm nay là ngày em nó căng và ra màu. Đấy, cánh anh em ngắm đang còn hơi xanh. Cặp mắt xước thì tuyệt vời bạn Lực ạ. Thực sự là trong các dòng cánh trắng thì mắt xước nó ít. Và mắt xước như bảo duy thì lại cũng càng ít. Đấy, đôi mắt này thì nó quá ma mị rồi. Bây giờ mình chơi bằng thực tế, chơi bằng cảm nhận. Ngày xưa chơi theo tiếng động thì anh em phải chấp nhận những cái bông mà
mình chơi bằng tai. Bây giờ nó không lọt vào mắt người chơi thì mình phải chấp nhận những cái bông đó là mình cũng phải coi như những bài học thôi. Còn mình thanh lọc lại những cái bông mới, những cái bông mà nó đẹp thực sự, đẹp bằng mắt, đẹp đúng theo chất của nghệ thuật thì nó vẫn là trường tồn. Mỗi người có một cách chơi, chơi theo cách của mình, chơi theo năng lực tài chính của mình để nó bền chặt cuộc chơi. Anh chào em Dương nhá, chào Thiếm Dương. Bảo Duy đẹp không em ơi? Thực ra là bông này anh muốn like cho cả nhà xem để là biết được bông rất là đặc biệt. Bảo Duy nó đẳng cấp. Để trên một bông bao thuốc lá thăng long mà từ cái cánh này này, đầu cánh vai này này, đầu cánh đài cánh dưới này đến cái môi này thì nó mới hết một bao thăng long anh em nhá. Chốc nữa mình sẽ chụp cho anh em thấy để cho anh em biết là Bảo Duy nó đẹp đến mức nào. Còn từ trước đến giờ thì mình cũng thấy nhiều và bông nó tác động thuốc vào bông. Bông nhiều bông, mỗi bông đẹp mỗi kiểu, nhưng bông này thì đúng mình cảm nhận là nó cực kỳ đặc biệt. Hôm xem cái bông nhà em Trương Tấn Lợi vườn lan hai bêu rồi, bông đấy cũng là xuất sắc, cũng to, nhưng bông này thì mình thấy gần như nếu như từ khi mình biết Bảo Duy nở, xem Bảo Duy nở thì bông này mình thấy nó to, đúng là to vượt trội. Ok em Dương nhá, chúc em thương hiệu càng ngày càng phát triển và chóng giàu nhá. Bán cây đạt top 1 của thị trường Việt Nam. Nhờ anh em chia sẻ cho mọi người xem bông Bảo Duy nhá. Hiện tại là tại sao mình phải lan tỏa bông Bảo Duy, rất nhiều anh em đang không biết trân quý nó. Thực ra là Bảo Duy cũng có nhiều đâu anh em. 2018 Bảo Duy với sổ, 2018 Bảo Duy với sổ bông, không có nhiều đâu. Bây giờ nó giống như là dồn cá ấy. Nhiều người, nhiều cuộc chơi, nhiều người người ta nó bán thì nhiều người dồn vào một chỗ thì mình thấy nhiều thế thôi, chứ còn thực ra là chia đều cho toàn quốc thì Bảo Duy chưa có nhiều. Nên mà những anh em nào mà bán cây nguồn chuẩn giống khỏe cái ebook mình vẫn nhập số lượng từ 50 cây trở lên đến 100-200 tiện trích nguồn, ít hơn thì mình không nhập anh em nhé. Hello em yêu Nguyễn Hoa, về vườn ngắm hoa em này. Anh vừa đi việc về, của bác về, anh vừa về xong. Em chào anh trai Dương Ngọc Hà, anh đồng hương của em, trùm Kinh Bắc, trùm VIP Sài Gòn. Ngắm tạm bông Bảo Duy đi anh ơi, chia sẻ cho anh em ngắm đi anh ơi. Bảo Duy đẹp đến nay mà nhiều thằng ngớ ngẩn bán rẻ thì mai kia lại tiếc đứt sọt. Chào bạn Trí nhá, đang nghỉ lễ ở đâu đấy Trí ơi? Đẳng cấp nó là mãi mãi chứ em ạ, Dương ạ. Thực ra là nếu nói về đẳng cấp thì người ta có câu là đẳng cấp là mãi mãi. Có điều là nhiều bông lan, nhiều bông hoa lan là anh em mua bằng tay thì nó lẫn lộn vào những cái bông đẳng cấp thôi. Chùm mền thì có anh cứ khiêm tốn. Em sẽ vào đấy, em vào anh phải chia sẻ cho em ít cây đấy. Sầm Sơn à? Úi dồi ôi, vẫn đi đốn củi à? Về mà đi đốt tiền, giờ đi đốn củi giờ này chứ. Chuẩn bị làm mấy mâm đi, tôi đón anh em phố xuống chứ ơi. Đẹp lắm anh em ạ. To. Cứ mua rẻ thì mai mốt ới rồi ơi, đúng rồi anh. Thực ra là quy luật nó có hết rồi mà anh.
Mỗi tội là người ta cứ đi cố tình làm sai quy luật, chứ còn các cụ xưa nói là tiền đâu thì hàng đó thôi, cái đấy làm sao mà nó lệch được. Còn cái gì nó cũng có giá của nó chứ, đắt rẻ thì nó chỉ lênh danh nhau là cây xấu cây đẹp thôi. Hoặc là người cần bán, người không cần bán thì nó vênh nhau không đáng kể đâu. Nhưng còn cái việc mà như mấy bố cứ bán vào bánh mì kẹp pate, combo, không biết cái loại đấy thì sang năm nở ra một đống cái loại, ối dồi ơi. Ba cái loại mưu hèn kế bẩn nghĩ ra vơ va vơ vẩn thì tưởng là ăn được người. Mẹ thằng nào cầm tiền chả khôn. Lừa đảo vớ vẩn. Anh chào Queen nhá. Chào ngày đẹp Tây Hồ. Có trà ngon bánh trung thu ship cho anh ít em ơi. Bảo Duy em ơi. Ý dồi, dân sành điệu nhìn phát thì biết ngay. Em cứ hỏi. Đẹp lắm, bồng to lắm. To chưa từng thấy luôn anh em. À, đây đặt cái lưỡi vào cái bông thăng long anh em thấy này. Nếu cánh của nó này, một chiều cánh của nó gần bằng một bao thăng long luôn anh em. Kinh điển luôn. To lắm. Chào anh Nghĩa nhá. Em chào anh trai. Các anh ủng hộ em chia sẻ cho mọi người ngắm Bảo Duy đi, để cùng nhau bảo tồn giữ lấy cái quý đẹp của em nó. Em có đã từng đăng bông Bảo Duy lên và nói một cái câu nó hơi mang tính chất slogan tí là cái đẹp nó chỉ nằm ở trong mắt của kẻ si tình, xin đừng trao em nó nhầm người. Trao nhầm là nó rộng nát lên, nó vứt đi. Anh em mình trong làng Va từ hồi có bao nhiêu nhà đã có Bảo Duy nữa tại vườn? Ít lắm, chưa có đâu. Còn Bảo Duy sai đang nằm ở rất là nhiều nhà đấy. Uầy, 20 ngày à anh? Em thử để bông này xem. Em để bông này xem là nó được bao nhiêu ngày. Nó bền lắm mà nó thơm lắm các anh ạ. Thực ra là bông này sáng nay lúc em mở vườn ra là em ngửi thấy mùi thơm luôn. Mùa này vẫn còn hoa. Người yêu hoa thì lúc nào nó cũng còn hoa. À, đang còn muốn kích Long Khánh ra để ra hoa đầu đông cơ, nhưng mà sợ nó hơi lãng phí cái mắt. Bây giờ là lúc chơi bằng mắt, anh em cứ cho nó nở hoa để mình thưởng lãm và anh em cùng thưởng lãm. Bông nào đẹp thì ở lại, bông nào không tồn tại thì phóng, cho cuộc chơi nó sạch đẹp, nó bền. Những ông ngày xưa mua những cái bông bằng tai thì bây giờ phải chấp nhận bỏ đi mua những cái bông mới mà chơi. Làm lại vườn, làm lại cuộc chơi. Chơi như nó đàng hoàng, không sân si đố kỵ. Anh em người ta, những người ta bỏ theo, tiếp tục bỏ những đồng tiền mới thì người ta phải có kết quả mới. Nhiều ông cứ ăn mày quá khứ rồi kêu la chả giải quyết được gì. Chơi quân tử chơi lan, nhiều ông cứ bảo quân tử cái gì, kêu la ối giời làm gì. Kinh doanh đồ chơi là phải biết chơi đã. Kinh doanh đồ chơi mà mẹ nhiều lúc cứ mua về ba bữa chưa bán được là van ầm lên thì chơi cái gì. Anh nuôi đạt thế mà mệt rồi. Chậu này chắc là nếu mình chưa đo nhưng mà khoảng tầm 1.3 anh ạ, 1.3, 1.4. Vì cái khoảng cách ngang của cái dàn này, khoảng cách ngang của cái dàn này là nó hơn 1 mét rồi. Ôi dồi ôi, thế thì nhiều lắm. Chậu này 1.5 anh em ạ. 1.5 Queen ạ. Chào bác Thông nhá, chào anh em đang xem live.
anh em chia sẻ cho mọi người cùng ngắm Bảo Duy nhá. Cùng nhau giữ Bảo Duy, cùng nhau tôn vinh nét đẹp của em nó. Thực sự nếu như mình nói Bảo Duy nó, để mà nói một câu vuông là đẹp trường tồn. Còn khi nào Bảo Duy không tồn tại nữa thì cuộc chơi chấm dứt. Nó đơn giản vậy thôi. Nên mình quyết định mua tiếp Bảo Duy, anh em có bao nhiêu số lượng cái ebook mình, nguồn ok, xuống tiền, mua. Cây ươm thì thời điểm này mình mua từ 10 cent trở lên. Còn chậu nái thì chậu nái 52 mình mua. Bộ rễ đẹp mình mua. Bảo Duy thực ra là Bảo Duy giống nó khỏe các anh em ạ. Em quên ạ. Đây này. Bảo Duy lên toàn cần câu không ạ. Đấy. Mỗi cây nó một cái giống riêng. Còn Pleiku thì đây nó cứ rụt rụt thế này. Pleiku đây. Nuôi nó cứ rụt rụt rụt. Pleiku thì lại chơi thân thủ này nó hơi kém. Đấy. Nhưng mỗi cây thì nó có một cái đẹp riêng. Duy đây, Duy đang trèo dàn đấy. Cái ươm, vườn ươm đó. Mình không có nhiều đâu anh em. Thực ra là đến bây giờ thì không biết anh em như nào, nhưng mình cũng đầu tư tương đối nhiều đấy. Ba mấy 40 tuổi rồi, nhưng mà cây nó cũng không có nhiều lắm đâu. Cây ở đâu ra thì anh em ấy thì mình không biết được là ở đâu ra nó quá nhiều vậy. Pleiku đĩa nhuyết nhuyết rồi đấy. Không đụng gì mà nó cứ thích là nó lên mầm gốc. Bảo Duy thì đẹp. Toàn hàng đẹp. Cảm ơn em Phương Anh nhá. Anh chào em trai Chính Trương. Một thần tượng của làng Va chúng ta. Cả nhà em chào em Chính nhá. Mọi người chia sẻ mạnh vào, đúng rồi Sơn ơi. Chia sẻ đi, vì là thực ra là tại sao mình cũng không quảng bá để bán cây. Vì thực ra thời điểm này mình cũng nói với anh em là mình không có bán cây đâu. Nhưng mà muốn anh em chia sẻ để cho người ta thấy được là cái đẹp. Đẹp thực tế chứ không phải đẹp theo cái tai nghe. Để cho anh em biết là cây của mình đang ở tầm nào và nên giữ hay là nên vứt. Hay là nên cho hay là nên bán rẻ. Đấy. Còn quan điểm của mình thì nói thẳng với anh em luôn là Bảo Duy bây giờ mình tiếp tục vào, tiếp tục mua. Em chào anh Thu nhá, chào đại ca. Anh mới khai trương 3 hả anh ơi? Nào các em vào. Anh về chưa ạ? Anh ngắm Bảo Duy tí này. Đại ca trước vào cửa đỏ đây, giờ đang cất đầu. Anh vẫn đam mê và tâm huyết chăm em Lan như chưa bao giờ lệch một tí nào. Càng ngày thì mình càng chăm tốt hơn, tâm huyết với nó. Vì quan điểm của mình là cái gì nó gắn liền với mình, bên cạnh mình, nó là thể hiện cho bộ mặt của mình. Thế nên chơi còn chơi thì còn chăm. Cho dù lan đắt hay lan rẻ thì mình chăm không bao giờ phân biệt. Vườn này giới thiệu với anh em là cách nhà mình 10 cây số, cách nơi ở của mình 10 cây số. Nhưng một ngày mình vẫn 3 lần đi xe vào vườn trực tiếp chăm lan cùng anh em. Tối lại về ngủ, còn giao lại cho bảo vệ. Sang tháng 8, hết tháng 7 này, sang tháng 8 mình sẽ làm thêm một cái vườn 300 mét nữa. Anh chào em trai, em Dương. Cho anh em ngắm
Đấy, anh em biết cây gì đây không? Anh em đoán cây gì đây? Cây này hiện tại là 2,5 mét anh em nhá. Một đầu này là mình đếm được hơn 30 lá này. Phúc Lai. Lai, tàu lao, Sơn bây giờ nghiện Phúc Lai, ngáo Phúc Lai rồi. Cho Sơn đưa đoán lại đấy. 2,5 mét rồi. 2,5 mét sang năm bán 5 triệu một lá thì vẫn có tiền chơi thoải mái anh em ạ. Giới thiệu với anh em cả nhà, đây là cây Long Khánh nhá. Chậu Long Khánh. Mình thì cũng ít live stream, cũng ít quảng cáo cây, nhưng hôm nay tiện đây cho anh em biết là nhà mình Long Khánh thì chậu nái 2,5 mét. Cây cây con, cây tách ra thì mới được hơn chục cây thôi, không có nhiều. Em lại ngắm Bảo Duy. Anh chào em trai Phúc An nhá. Người em tâm huyết, đam mê bất diệt. Chào Vin Nguyễn, chào Minh Luận. VIP. Phúc Lai nhá, Phúc Lai đây này. Phúc Lai kìa, đấy giờ nhìn xa là biết Phúc Lai kìa, nhìn à. Phúc Lai thì nó trâu lắm. Nó có gầy thế đâu. Đây, Phúc Lai này. Nhìn ngọn là đấy, là biết luôn Phúc Lai này. Đấy. Phúc Lai này. Phúc Lai này. Phúc Lai đây. Phúc Lai đây. Phúc Lai anh em này, những cái kỳ mốt này này. Kỳ mốt mà nó ok. Đây là hồng phù hoa. Đấy, cây Bảo Duy cho anh em ngắm, ngắm cái lưng của em Bảo Duy đang nở hoa này. Đấy. 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 Đây, kiếm này mình vẫn chơi kiếm, vẫn làm tí kiếm, chơi chắn vườn. Đây, chậu đây vẫn làm những cái chậu chơi. Mình phải chơi đó anh em ạ. Mình không chơi, mình cứ bắt người khác chơi thì sai lầm rồi. Đây này. Đấy. Cái chậu hồng yến anh em này. Bông đẹp, thân thủ đẹp thì mình chơi. Đấy, bây giờ là đây này. Trồng lại những cái chậu như thế này để mình chơi đã. Mình chơi và người ta thấy đẹp thì người ta sẽ chơi theo. Mình không chơi, mình cứ bắt người khác chơi là buồn cười. Đấy. Em này cố gắng đến lúc thắt ngọn lấy 3 mét thôi. 3 mét thì sang năm cho anh em bán lúa giả lúa non cho em chơi. Sang năm bắt đầu mình bán cây anh em nhé. Năm nay về trước thì mình chưa bán cây nào. Sang năm anh em cần giống gì thì bắt đầu là mình sẽ chia sẻ. Phạm Trường Giang, chào. Chào em Phạm Trường Giang nhá. Vườn ở trong quê Bắc Biên ơi. Đang ngắm cây đẹp. Ok, anh cảm ơn em Phúc An. Người có tình yêu, có đam mê sẵn thì nhìn phát là thấy đẹp ngay thôi. Còn anh em nào mà đam mê in ít, chưa đam mê mấy thì ngắm lâu lâu một tí. Còn anh em nào mà sợ nghiện thì đừng ngắm, ngắm là nói là nghiện đấy. Đẹp lắm, to lắm, bông to. Đây, cái vai, cái cánh của nó này, nếu như cánh của nó mình đặt cái bông thăng long vào, cái bao thăng long vào, từ cái đầu này đến đến cái
cái mùi của nó là hết, chưa hết bao hết bao thuốc lá mà chưa hết cái mùi anh em nhá. Nếu mà đồ hết thì cái này gần hết 1-2 bao thăng long này luôn. Gần hết 2 bao thăng long này luôn. Đây này, cánh nó đang còn xanh. Đấy. Em chào chị Hương. Chị khỏe không chị? Quay ngang bao thăng long à? Quay ngang, đúng rồi, quay ngang đây này. Quay ngang thì thực ra quay ngang bao thăng long thì bao thăng long đang còn, nếu mà để nó ngang nhá, nó ngang không quăn nhá, thì đúng là ngang bao thăng long là bao thăng long đang còn bị loạt. Đây này, vì cái mép này này. Cái mép này là nó quăn. Đây anh em nhá. Nó khủng thật đấy. Đây. Đặt ngang bao thăng long thì đúng là bao thăng long còn loạt luôn. Đấy. Kinh khủng luôn. To như bao thăng long ngang. Để ngang bao thăng long thì to bằng luôn. Quá khủng, đúng khủng thật. Tại sao mình muốn like cho anh em? Vì hôm nay thì nhà mình có việc, mình cũng không muốn lên like. Nhưng mà thực ra là mình muốn like cho anh em để anh em cảm nhận được cái đẹp tự nhiên của bông bảo duy. Thực sự nó đẳng cấp. Đây anh em nhá, nó lên ở cái mầm lỡ đây thôi nhá. Cái mầm lỡ này thì nó có khoảng 20 sen, không có nhiều. Đấy. Nó lên được 2 bông và nó đứng ngọn luôn. Chào bạn Vị nhá. Vị cũng yêu lan. Đẹp anh em. Định ngắt cái lá này đi mà hơi tiếc. Nó mất một cái lá đi thì nó hơi tiếc. Rồi. Thôi, vì cái đẹp của anh em mình vẫn cho một cái lá rơi đi đấy. Đẹp, mê hồn. Cho cái lá làm sao. Đấy. Úi giời, đúng rồi, giờ mới thấy nó ra đây. Ok em Quỳnh Trần. Bảo Duy thì thực ra là bây giờ cũng anh em đa phần là các vườn bây giờ mới bắt đầu. Nếu những anh em chơi cách đây vài ba năm rồi thì bây giờ thì mới có bảo duy nở chứ có đâu nhiều đâu em. À Bin Nguyễn à, trước mắt mớ tiền mua giờ không chăm là đó là do mình thôi. Mình đam mê theo kiểu là không đến nơi đến chốn thì mình phải... Thực ra là chơi cây lan, chăm cây lan nó đơn giản thôi mà. Sáng trước khi đi làm mình tưới cho nó một ít, tối về tưới cho ít thì đơn giản thôi, chả mất cái thời gian gì cả. Trừ anh em kinh doanh hoa lan, người ta làm nhiều vườn lớn thì người ta mới phải có lao động, người ta có người chăm đấy, chứ còn mình chơi chơi đam mê một góc vườn thì có cái gì đâu. Vấn đề là mình chưa tâm huyết, hoặc là chưa có những cái bông mà nó lọt vào mắt mình để mình phải say nó. Nhiều người chơi lan thì đang theo cảm hứng, cảm xúc nhất thời, rồi chơi những cái cây treo nó mang tính chất giống là nó bẩn bẩn ấy. Thế nên là chơi bắt đầu nó sẽ chán.
anh em chơi theo đam mê, chơi theo cái cách của mình, chơi theo không gian của mình ấy, thì nó sẽ được bền. Ví dụ như là nhà mình nhà ở phố, nhà cao thì mình làm trên cái sân thượng hay là ở một cái ban công. Còn ở quê thì đất rộng thì mình làm một góc vườn. Thì mình chơi theo cái cách của mình. Đó, anh em thấy không? Viettel ngày xưa nó mới ra ấy, nó vẫn có một cái slogan là hãy nói theo cách của mình ấy. Đấy, nó chỉ cần thực hiện một cái câu đơn giản vậy thôi mà nó làm được và nó tồn tại đến bây giờ, nó không phải tồn tại mà nó phát triển quá hoành tráng luôn. Viettel hãy nói theo cách của mình. Và bây giờ nó chỉnh lại tí là Viettel theo cách của mình. Đấy. Bây giờ anh em chơi, anh em mà chơi theo cách của mình, anh em mà chơi theo cách của nhà thằng khác thì chán, nhanh chán và thậm chí vứt đi. Đấy. Nên anh em cứ làm theo cái cách của mình mà chơi cho nó bền, không phụ thuộc ai cả. Anh chào em Huệ nhá. Năng là cũng trưa rồi. Mình xin kết thúc live. Anh em giờ này giờ chuẩn bị cơm nước nghỉ trưa rồi. Chúc cho những anh em đang sở hữu Bảo Duy hoặc đang có nhu cầu sưu tầm Bảo Duy thì vững tin nhé. Bảo Duy sẽ trường tồn. Khi nào Bảo Duy không tồn tại thì tất cả cả không có gì để tồn tại trong ngành va nói riêng và loài hoa lan nói chung. Chào Chủ tịch Tuấn nhá. Chủ tịch Tuấn vào muộn đấy, ngắm Bảo Duy chú ơi. Bông to lắm, bông đẹp, Bảo Duy quá đẳng cấp, to như cái bao thuốc lá, thằng Long nằm ngang. À. Đây là cánh năng cong, cánh để thẳng ra thì nó to hơn bao thằng Long luôn. Xin phép anh em nhá, xin phép cả nhà để xuống like nhá.